Cơ sở Linh Dừa xin kính chào quý khách. Bến Tre là xứ sở của trái dừa với nhiều loại dừa, dừa ta, dừa dâu, dừa lửa. Cây dừa xiêm là cây trồng không phun hóa chất lên trái nên trái không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, giúp cho nước dừa được mệnh danh là một loại nước rất tinh khiết, an toàn cho người sử dụng. Nắm bắt được nhu cầu thị trường, cơ sở Linh Dừa chính thức ra đời, tự hào là đơn vị uy tín tại Đà Nẵng, chuyên cung cấp xỉ lẻ dừa Bến Tre với số lượng lớn, phục vụ mọi yêu cầu của khách hàng, nổi bật với các sản phẩm dừa xiêm, dừa Bến Tre, dừa Mã Lai, dừa già, dừa bào, củ hũ dừa, dừa rau câu, nhận đặt làm mứt dừa, mứt gừng, đồng thời cung cấp sơ dừa cho khách hàng cần. Khi đến với cơ sở Linh Dừa, bạn sẽ được thưởng thức dừa xiêm, dừa ta tươi mát được vận chuyển trực tiếp từ nhà vườn tại Bến Tre. Bên cạnh đó, các loại đặc sản làm từ dừa như mứt dừa, kẹo dừa cũng là thứ quà níu chân bao thực khách. Tất cả sản phẩm ở cơ sở chúng tôi 100% là dừa tươi tự nhiên, không chất bảo quản. Trong quá trình sơ chế, tuyệt đối không lẫn tạp chất, luôn giữ trọn vị ngọt thanh tự nhiên của dừa Bến Tre. Ngoài ra, chúng tôi còn là nguồn cung cấp dừa khô, dừa bào. Một trái dừa khô Bến Tre có thể tương đương 1,5 đến 2 trái dừa khác, phù hợp cho việc kinh doanh các sản phẩm nấu từ dừa. Dừa gọt sọ rất phù hợp với các quán cà phê cao cấp, các siêu thị, khu nhà nghỉ, resort. Sản phẩm của chúng tôi cam kết không ngâm hay sử dụng bất cứ hóa chất nào ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Chúng tôi cũng cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung sau trong suốt quá trình buôn bán dừa Bến Tre: luôn giao hàng đúng thời gian, đúng số lượng, đúng địa điểm cho khách hàng, thực hiện chính sách hỗ trợ vận chuyển với các đơn hàng dừa số lượng lớn, cần giao gấp, đa dạng hình thức thanh toán tiền hàng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng mua dừa. Mọi nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0935 609 218, 0707 577 789, địa chỉ cổng chính chợ Cẩm Lệ, đối diện 72 Hoàng Xuân Hãn.